Rồi tôi chuyển qua vậy thôi, muốn gì nữa. Coi coi dạ nè. Thì ngày hôm nay là bên đây là một cái sự ồ ạt, bên đây là một sự nho nhã ha. Xin chào tất cả mọi người, mình là MC Sơn Thạnh ạ. Hôm nay MC rất vui để đến với Bảy Nụ Cười Xuân ạ. Đó là một phần giới thiệu nhẹ nhàng, bên đây mời giới thiệu mạnh mẽ. Đó, thấy không? Cái lúc cần giới thiệu không chịu giới thiệu, hồi nãy vô nhảy cho cô. Mệt rồi, đâu còn hơi đâu giới thiệu. Em tên là Bảo Lâm. Em đến từ Đồng Nai. Em tham gia bảy rượu, em sung sức quá đi. 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 Bảy rượu phát sóng lúc mấy giờ nè? Bảy nụ được phát sóng vào lúc 8:30 HTV. Mệt thì đó, mệt thì đó. Thì ngày hôm nay xin giới thiệu một lần nữa là bên đây là có ST Sơn Thạch, mọi người rất là nho nhã. Bên đây có Lê Dương Vũ Lâm, em quê ở đâu? Anh Dương Lâm Đồng Nai, chạy một chút mà. Mệt rồi, hỏi em. Đừng hỏi em gì nữa, em mệt quá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ chia đội. Một đội sẽ có 4 người và một đội sẽ có 3 người. Bây giờ là bắt đầu bốc thăm chia đội. Hey Mambo Bam boy Italia. Hey Mambo Lotto Lotto Lotto. Rồi mời đường số về phía trước. Hai con tiền là hai con tiền. Trời ơi. Xin lỗi nha, bên đó đang cười như vậy, bốn người đó đang cười như vậy. Tôi nghĩ là phải mời thêm hai khách mời nữa cho bên đó nữa. Trời ơi. Kệ, đội bên kia là đội tuổi già, mình bên đây là muối tuổi trẻ. Mình giải cái đội mình nhiều nhiều nha. Thì ngày hôm nay là vô tình trùng khớp sao mà Lan Ngọc với lại đứng xa xa xui lắm. Với Thúy Ngân lại về chung một đội. ST, em thấy bầu trời màu gì vậy? Em thấy team này cũng đẹp mà anh, em thấy đẹp. Ờ thì đẹp thôi. Nhưng mà em có biết rằng là đội thua ở cuối chương trình là bị phạt đó. Hình phạt là gì? Phạt luôn giờ được không anh? Anh sao vậy? Không có tin tưởng với đội mình. Không có sao đâu anh. Tụi mình được phạt chung với nhau thì vui anh, thôi. Anh Giang à, cho em hỏi lát nữa có trò chơi nào về vận động và thể lực không anh? Những trò chơi sắp tới đây thiên về trí não. Về trí não thì đội em không lo. Trí não thì bên tôi không có thằng nào có não cả. Anh nói gì vậy hả? Quá giật không não. Đề nghị đổi qua dùng sức đi. Sức. Sức. Đó. Thưa quý vị, chương trình đang nóng, đang hot quá. Chúng ta đến với cái game đầu tiên của chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Thưa quý vị, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Bảy Nụ Cười Xuân. Bây giờ là trò chơi bóng bàn. Chúng ta sẽ chơi phiên bản bằng người. Chúng ta có đội bóng bàn, ở đây có nhiều vị trí. Màu xanh là một đội và màu đỏ là một đội. Chúng ta sẽ có 2 hiệp đấu. Mỗi hiệp là 3 phút. Sau 2 hiệp, đội nào ghi nhiều bàn thắng hơn, đội đó chiến thắng. 6 người, 6 vị trí. Đội nào mà thổi vào nhiều bóng hơn sau 2 hiệp, đội đó giành chiến thắng. Chúng ta nhớ là nghệ sĩ với nhau. Chúng ta thổi chỉ ra bóng, đừng ra nước. Nhanh lắm nha. Anh bị dư năng lượng á. Rồi, mời vào vị trí. Bên phải là khung thành của đội màu đỏ, hãy bảo vệ. Bên trái màu xanh, hãy bảo vệ. Sẵn sàng chưa nào? Sẵn sàng. 3 phút hiệp đầu tiên, xin mời. Ôi, kỳ vậy? Ai kỳ vậy? Không dạ, không đâu, không dạ, không dạ đâu. Lấy cho bạch nó ra, lấy cho bạch nó ra. Gặm luôn anh. Hút chân, hút chân, hút chân. Không, trời nó khó, đi đụng luôn cái được. Mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên, mạnh lên. Quá. Bây giờ mình đang giận nữa. Ngưng.
ai đưa cho đó chi. Bái hồi quá à. Anh giận thôi. Đúng rồi, mạnh lên em, mạnh lên em trai, mạnh lên em trai, mạnh lên, xuyên lũng khung thành luôn em. Trời ơi. Nè. Ghê quá. Rậm. Ê! Thôi. Quên. Trời ơi. Thổi mạnh lên. Thổi vô anh Bích. Thúi quá, thúi nghĩ đi, không chơi nó thúi quá. Thúi. Bây giờ chúng ta chưa công bố vội chơi tiếp đi chứ hôi quá. Rồi. Rồi ai cũng gì bỏ tôi vậy? Rồi. Ủa dạ bên mình hả? Phải lúc hết ba hết đi. Phật khóc. Vô. Go. Nó muốn lầu phát luôn. Thưa quý vị là ra khỏi sân bóng luôn, quá dữ dội. Qua bên nước. Ngân. Nó cắn tôi nè. Ây da. Ủa cái gì có đút ăn nữa hả? Trời mà cắn mớp cái banh luôn ghê thiệt. Vô rồi. Bây giờ chúng ta tập trung nè, Ngân bình tĩnh nè, rồi đó. Rồi Ngân nè em.
Mẹ con ngồi đi. Dừng lại, dừng lại, dừng lại, dừng cuộc chơi. Nghĩ trời. Đang nói đời qua rồi. Trời ơi, lần đầu tiên tôi thấy banh bàn mà nước miếng không luôn á. Thưa quý vị, thường thì sau những trò chơi mà có cái con số phải đếm thì MC sẽ là người bóc và đếm. Riêng hôm nay thì chúng tôi dùng camera để ghi lại và đếm từ camera, không có hành động bóc ở đây, rất là nguy hiểm tới gia đình. Và chúng tôi sau khi kiểm đếm từ camera thì đội trẻ mang về 9 quả. Và đội lớn tuổi già tí mang về 13 quả. Bên đây Thuận Thành, bên đây quá trời. Bên đây hơn mà. Xin lỗi à, bên nào nước nhiều bên đó thắng. Và hồi nãy là có sự hỗ trợ của Ninh Dương Lan Ngọc nữa. Đúng. Mà cũng không thắng nổi người ta. Anh Giang giả mang. Chơi xong em choáng váng luôn. Giang dễ sợ luôn. Sao choáng váng? Không biết nữa. Không biết là do nước nhiều quá hay là... Em nhận ra một điều, nước miếng ai cũng thúi một mùi à. Thúy Ngân là người dũng cảm nhất luôn á. Thúy Ngân đứng giữa hai hai làn đạn. Có một cái bóng tới là như là xịt khoáng vậy đó. Thưa quý vị, chúng ta đến với game tiếp theo của chương trình 7 nụ cười.